Thảo hôm nay mai đầu tư nhá, xin vợ tiền mua dây đầu tư tí. Ở nhà đấy, xin nhà mai, và mai xin vợ là chơi chơi lâu rồi anh không thả. Anh gác lâu quá, anh ngoan lắm rồi. Ngoan. Hello, xin chào anh em nhá. Hôm nay mình sẽ làm một video để test cái con diều diều đỏ mà hôm trước làm con diều gác bếp ấy. Đấy, 15 ấy. Hôm nay mình sẽ test con diều này sau mấy hôm nữa anh ấy vệ sinh lại con diều cho sạch sẽ các thứ rồi, xong hôm nay mình sẽ làm test con diều nhá. Đây rồi. Đấy. Ôi em còn chưa chẳng sáo anh ạ. Chưa chẳng sáo á? Có đèn năm thêm đèn gì anh? Lắp rồi. Hôm nay cho em đi bay phát xem như nào. Đâu? Hôm nay gió được ấy. Lúc nãy thấy cái con chim mồi của bác Phúc cho lên. Đầu tiên là con na. Con trắng trắng mồi trước. Thế là khâu lại hết các thứ bên ấy của nó rồi đúng không? Có hết rồi. Mang băng đèn lên đây để. Đây anh, ra đây anh. Để anh đổ điện. Ừ. Đổ em ngoài anh. Buộc lại cho em cái dây sáo kìa. Đâu. Đây, khâu lại hết rồi. Khâu lại hết các cái đường này rồi. Cái đoạn này có đoạn nào bị rách không? Đấu sóng ngược của mẹ lên lại cốc. À đợi đợi cháu tí. Ồ, cháu nhớ ông một tí. Cho đi tí nhá. Vâng. Ông đi đi ạ. Này, đi đấy. Ui, nhiều thế nhỉ. Đâu, đèn đâu? Đâu đèn đâu rồi? Đấu đèn rồi luôn. Anh xem lúc ấy là hôm vừa rồi là chính giữa, còn bây giờ là em chỉnh sang nó lé phải, em chỉnh lé phải tí thế đã được chưa? Một tí thôi nhé. Đoạn này vá lại tí rồi. Bộ sáo này vẫn màu vẫn đẹp lắm. Cánh dán này. Hôm nay gắn keo lại cho anh. Gắn hết rồi, xong hết rồi. Keo cái thứ này thôi. Hôm nay mới có gió đấy. Rồi. Rồi, kệ rồi. Bao thể dài chưa? Anh. Đấy, anh xem leo. Chỉnh lại cho nó phát nhá. Đấy, đèn này nữa. Dây đã làm dây mới chưa? Dây vẫn dây của nó ngày xưa. Không sợ. Rồi. Có sợ mắc rồi, mắc dây không mắc? Đấy, hôm nay test cái quả này lên xem là nó có lên ok không nhá. Vệ sinh vệ siếc các thứ rồi. Vẫn ngon lắm. Đấy, đang chạy dây đằng kia. Ba lên. Nặng đấy, nặng đấy. Có cái gì đây? Xoài. Quả xoài à? Ăn được không? Ăn được, chấm một canh. Chú xin quả ăn nào. Ai à, quả xoài. Ơi. Chú Bình. Chú Bình mà. Ừ. Cái chú ở đây Bình. Ừ. Ừ. Gió này như vậy hơi bé. Không, lên cao hơn. Nhưng mà gió này còn to hơn hôm trước một phút nhỉ? Này vẫn lên được một con trên rồi. Vẫn dễ lên nhỉ anh không nhỉ? Ông này là cân hơn rồi. Gió bé bé. Rồi, chịu rồi đấy. Tầm này là chịu rồi đấy. Mày lên rồi. Không hiện tượng mát ngáp. Cho nó ấy gió đi ạ. Không phải lên tầm gió trên. Tặng tay không bác? Vẫn phải lùi lại. Con này to. Cơn đấy. Con này nó có con kia chứ, tuôn. Sợ mắc à? Lùi lại anh, lùi lại tuôn đằng ý. Anh chịu ngay. Bật nhá. Bật nhá. Nào mấy đứa lùi vào nào, không vào người nào. Sao vào gì à? Con này nó cũng dễ lên lắm.
cực kỳ dễ lên luôn. Đấy. Đúng rồi. Đấy, cẩn thận. Mắc dây rồi. Không phải đâu. Mắc dây rồi. Ô, không sao, không sao. Tưởng tưởng cứ tưởng mắc vào dây con kia thì thôi đấy. Nó vừa vào cánh rồi, nó mới trao rồi lại ra được. Thôi để thấy rất thẳng rồi. Buộc vào đi. Buộc mẹ gốc cây này. Mẹ gốc cây này. Tầm này thế là được rồi. Giữ cẩn thận. Này là trong ngày thôi cũng nôi cả người đấy chứ đùa. Lôi lên. Buộc mẹ quay cột này này. Không được. Cột. Cửa. Cửa đây. Đứt đấy, đứt. Cao lên cho phải đứng cổng nhà người ta. Cái này tí nó bật lên cao. Nó bật lên. Thảo hôm nay mai đầu tư nhá, xin vợ tiền mua dây đầu tư tí. Mai bảo mai xin vợ là chơi lâu rồi anh không thả. Anh gác lâu quá, anh ngoan lắm rồi. Ngoan. Nặng tay đấy, được. Ôi. Thưa nhỉ, đứng im rồi đó. Đấy, thả xong bắt đầu là lại đi kiếm cơm ấy. Đưa anh đâu nhỉ? Không quên được nhiệm vụ đâu. Ok các bạn nhá. Video này tạm dừng thôi anh em nhá. Video này quay cho anh em xem cái con diều 15 này, test lên cho anh em xem nhá. Ok rồi. Thả ngon. Đây bạn kia. Đi về. Mày đi vào chơi mà không hỏi tao. Chết rồi. Chết rồi. Xanh này. Ok, video này tạm dừng thôi anh em. Anh em nhớ để lại cho mình xin một đăng ký kênh nhá, để có thêm động lực làm video tiếp theo cho anh em xem. Ok, xin chào. Ơi.